tê rồi, tôi cũng bị tê mà tôi còn đau đầu, thì tôi uống được mấy ngày hôm nay thì tôi cảm thấy tay tôi không tê nữa mà đầu tôi cũng không thấy đau nữa, tôi thấy người đầu óc nó nhẹ nhõm hơn. Thì Thế tôi trước đây là cô bệnh gì ạ? trước đây là tê tay, tê gáy, đau gáy, đau đầu, là tôi đã thấy biến chuyển được rất hiệu quả rồi, nên tôi lại tiếp tục mua hộp thứ hai. Của ngày hôm nay tôi mua tiếp hộp thứ hai rồi. Dạ cháu cảm ơn cô nhá. Thế thì trước đấy cháu cũng nghe tin cô nói rằng là cô bệnh tim ạ. Cả hộp tim tôi cũng hẹp hở van tim hai lá, đau quanh cơ tim. Thì cái tim của cô Bây thấy giờ thế mấy nào? hôm nay Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu cảm ơn cô ạ.